Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube Slang miền Tây nha. Chào buổi sáng vui vẻ nha các bạn. Đây có chiếc ghe khổng lồ vô nhận xem ăn các bạn ơi. Đây chiếc ghe khổng lồ đó các bạn. Lò hay chứ nó cũng không có bụi không các bạn ơi, à, vô cái đường này nhỏ thôi. Đây mấy chiếc xe lăn này đang nhận xi măng nha các bạn. Không cần gã máy ra mình làm vậy thôi rồi đại tu máy là xong các bạn ơi. Giờ đang chạy qua đây đây. Các bạn nghe cái tiếng của động cơ của Hino 8 846 giờ là máy xong các bạn. Gạch chứ hả? Gạch chứ cái này hả? Đó có là sao đó, gạch ngược lại rồi đó. Nó bị thẳng lên cái này đó. Gạch thẳng, thẳng rồi sao đó, tháo rồi sao này ra luôn hả? Máy này ông chạy thử đi, đâu khi nào hết ra. Đâu hết đâu. Máy này kéo ra đụng nữa, dụng không nó có chút xíu mà. Để hết ra cho bánh máy gì không nổi. Trời ơi, mấy kẹp đẹp ơi. Thôi này, đọc quá các bạn ơi, xuống chạy hết ra. Đi mà chạy hết ra. Hết ra là không làm máy nữa. Chạy ra sẽ thử khói là không. Thôi này giữ ra, thôi này là bao bao chạy hết ra luôn các bạn ơi. Là máy nó bao chạy luôn á. Tăng lên tí rồi. Chưa rồi. Mình phải xịt cấu đen luôn các bạn. Về ống nước giải nhiệt của cái động cơ nó lên đây. Thì thợ mấy anh thợ đang chỉnh sửa dưới máy các bạn. Gì? Đó lên.
Lên 100 kg. 2 kg. Dạ. Yeah. Phía dưới này anh Thợ đang chỉnh sửa lại cho nó máy nó ngon. Sao vậy anh Thợ? Chỉnh cò rồi, bắt rồi sao? Chỉnh cò đó hả? Ừ. Sao nó bị xì dầu đó vậy? Gì? Dầu. Xì dầu đâu? Mấy đầu quét. Phải là chút dầu luôn còn còn thấy hả? Mấy 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 đâu không có mấy mấy này nè. Dạ. Chạy chạy thấy không coi hả? Đó, thì nó mới đi lại đó. Mà đưa em 19 đây. Mở coi đầu đi ra nữa. Đi xuống dưới làm gì? Xuống dưới làm gì chứ tự làm. Thế máy sạch sẽ không? Làm gì trời? Đây là anh Thợ chính nha các bạn ơi. Chính đủ quá rồi. Thợ chính còn đi học nghề. Còn cái anh bên đây là anh Thợ 10. Ê, à, ông Phạm ông thấy không nói gì đó là không anh? Gì? Ông thấy không nói gì đó không? Cũng nói gì vậy? Ông mà vậy? Có rồi, tôi gọi mình thở cho rồi đó. Được mấy phút. Có rồi, cô nói đi. Rồi, ông không biết Phúc đó. Đã không có Phúc, Phúc ống cái gì. Phúc nói bao phê luôn má rồi hồ hơi chưa ghê giả măng sau khi anh em đã dắt giả cả tuần lễ đã giả gấp làm đã tu là cái máy Hino 8806 xong rồi các bạn. Đây anh Thợ đang chỉnh lặt vặt nữa là xong. Đây là cái anh Thợ áo đen là anh Thợ chính, còn anh bên kia là anh Thợ 10 nha các bạn. Thợ 10 anh đứng anh dòm không à. Nó còn xì dầu không đây ca? Bây giờ lụm gạo được phải không? Kêu quán chỉnh cò chiếc tháng 8 này kìa. Kiếm ở sau cản đây được nó kéo ra lên rồi kéo cái này. Nãy kéo hết ra luôn rồi đó. Tháo ly coi coi tháo đầu trong cái nào mình biết tháo ly nhỏ xíu luôn á cả là nó được làm anh Phong ơi. Ừ. Ừ, có điện cho anh rồi em về em xà la chút anh ấy anh qua anh chỉnh cò cho mấy anh cái về bệnh á không gặp em nữa lý nhọt không nè rồi hợp tí xíu à. Ủa chơi 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 thằng này hồi đó làm một nữa nè rồi anh đã xong không rồi hả con này là ông bà thay bình nước ngọt máy thay bình nước ngọt máy luôn nha bạn. Lên lên con lên trắng lên. Hỏi gì là của ai gì được chưa hay nữa à, thôi thôi đèn ngay kịp thôi. Tí xíu mà trời vậy. Thả ra ra đâu. Thôi không được rồi kìa. Cái ga sụt lên nó không nhạy. Anh chụp rồi. Rồi này nhạy. Nè. Làm như đầu so này nó nghĩ lại mạnh quá. Đầu so mạnh quá. Rồi, 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 rồi. Đây gọi là đang gọi nè. Gọi đâu gọi? Nè gọi nè. À, nó phá rồi, rồi nó nghĩ nó cắn ốc lại lên nguyên cụm nữa phải không? Lấy bữa mình ở con đó ra càng mệt quá. Xả 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 ra thêm nữa bạn.
bảy triệu đấy là tham gia với bảo vệ trường này nó xả ra rồi, gọi coi kìa, gọi đây rồi ngưng bán đây lợi là đủ nó bắt là bắt chế không phải bắt của nó bởi vì nó nằm nó mắc ốc đó không nó có ốc đâu nó không ngay lỗ nè kéo vậy nó nước lấp lỗ luôn hả ừ vậy là nhà em phải không giờ thay ốc lên thì máy chạy bốc lên cái gì cái ốc rồi máy chạy bốc lên đó nó quan trọng lắm chính xác kéo bộ kéo ra lên nhõng nhõng đầu luôn ngon vẫn bật ngửa luôn vẫn rồi mà thì gắn đầu kéo nghe lại không bật nữa chuẩn bị lên mình nghe tiếng động cơ Hino 8 nữa các bạn ơi. Chọn đồ để đi về quê. Mấy giọng nói về quê nè. Mắt mày về chỗ đồ. Cái gì? Rồi. Đá ba. Rồi. Gom đầu. Em mấy đại tu xong các bạn ơi. Chạy hơi dữ lắm rồi à. Anh bạn ơi. Chuẩn bị về máy chạy qua đây nha. Ừ, nổ máy rồi. Mấy thợ đang dọn dẹp để chuẩn bị về các bạn. Không, quay đây. Mình ra mình cho các bạn nghe lại tiếng bô của động cơ các bạn nữa nha.